Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Muội Audio. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Hôm nay, muội sẽ review tiếp phần 33 của bộ truyện Chuyển Thế Luân Hồi trên con đường trở thành cường giả ở tập trước. Vân Triệt sau khi tiến về Phượng Hoàng Thành để làm hôn lễ với Tuyết Nhi thì gặp một số phiền toái. Hãy cùng muội đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Vân Triệt ngẩng đầu lên bầu trời, thân ảnh của năm người tứ đại thành địa và Phượng Hoàng không đồng thời xuất hiện. Phượng Hoàng không cưỡi Phượng Hoàng lửa tức giận hét lên, khốn kiếp, tên con rể này hắn đang muốn bám víu lấy còn không được, nào ngờ lại có người gây sự với hắn chứ. Tên hiệu ý nhìn thấy thân ảnh của Phượng Hoàng không thì mồ hôi túa ra như mưa, hai mắt đồng tử co lại dữ dội, quân thượng. Hắn quỳ dạp xuống cúi đầu thi lê, mà tướng Phạm Uy, khấu kiến quân thượng, bái kiến bốn vị thánh chủ. Đám binh lính dưới trướng cùng đồng loạt quỳ dạp xuống, khấu kiến quân thượng, bái kiến bốn vị thánh chủ. Phượng Hoành không ánh mắt sắc bén lại có chút trách móc nhìn đám binh lính thành phòng doanh. Thái độ của quân thượng lại đang chỉ trích mình sao, nhưng đoàn vương gia không phải là huynh đệ kết nghĩa của ngài ấy ư. Đột nhiên như nghĩ đến cái gì, miệng hắn há hốc hoảng sợ, chờ đã, lẽ nào hắn, phò mà ra, vân 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 triệt. Phượng Hoành không tiến đến trước mặt vân triệt tươi cười, chấm đến trễ một bước, mấy nhiệt chướng này đã làm phiền ngươi sao, do ta không quản ngươi đừng trách nhé. Vân Cung Chủ, Ngươi đại giá đến cũng nên thông báo trước với ta một tiếng, không sai, như vậy thì chúng ta sẽ ra nghênh đón ngươi. Phượng Tông chủ, các vị thánh chủ không cần khách khí như vậy, ta vẫn không đến mức để làm thế đâu. Đúng đúng đúng, Vân cung chủ rộng lượng, không chấp những người này, mấy con sâu kiến này đúng là kiêu ngạo thật, còn dám có chủ ý với Vân cung chủ. Không sai, ta sẽ thay Vân cung chủ giáo huấn đám không biết trời cao đất dày, quả thật là phải giáo huấn rồi. Hải hoàng các hạ, chuyện này ta sẽ cho vân cung chủ một lời giải thích, không cần ngươi phải đích thân ra tay đâu. Cũng tốt, dù sao đây cũng là địa bàn của Phượng Tông Chủ, khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện trước mặt Vân Triệt. Nào ngờ lại bị Phượng Hoành không ngăn cản chứ, nàng ta ánh mắt sắc bén nhìn xuống mấy tên thành phòng binh. Phượng Hoành không nhìn chầm chầm xuống xuống tên hiệu úy đang quỳ dưới đất, Phạm Uy, ngươi đã biết tội chưa? Phạm Uy cả người run lên, xem ra hôm nay không lành rồi, nếu đã như vậy chỉ đành liều một phen thôi, bẩm quân thượng, vi thần không biết có tội gì. Thế sao? Vậy ngươi có biết người mà ngươi muốn bắn chết là con rể của Phượng Hoành không ta không hả? phòng mã ra tương lai của thần Hoàng Quốc ta. Tên này bày ra bộ dáng giật mình hoảng sợ, bẩm quân thượng, vi thần có chức trách bên mình, tất cả hãm hại thành thần Hoàng, uy hiếp đến tính mạng tài sản của dân đều sẽ bị chế tài. Hắn nghiến chặt răng chỉ ngón tay thẳng vào Vân Triệt nói tiếp, huống hồ, hắn đã giết đoàn vương gia và thế tử. Sao vi thần có thể khoanh tay đứng nhìn được? Nếu như vậy, vương pháp ở đâu? Chức trách của vi thần nằm ở đâu? Tên này bất chấp tất cả mà quyết lấy lý lẽ ra làm bia chắn cho mình, nhưng hắn nào biết chính vì hành động này của hắn mà khiến cái chết đến nhanh hơn chứ? Ta khinh, nói thì hay lắm, thật ra cũng đều là cùng một dục với đoàn vương gia thôi. Đúng vậy, bình thường những người này đều ngang ngược. Ông lão được vân triệt cứu không chấp nhận sự lấp liếm của tên hiệu ý mà đứng ra. Quân thượng, người này đang nói bậy. Bọn họ ức hiếp người khác, mấy chuyện ức hiếp này bọn họ cũng đã làm qua rất nhiều. Lão quỳ dạp xuống đất cúi đầu, thảo dân xin quân thượng hãy làm chủ cho bách tính. Người dân xung quanh đang quan sát cũng đồng thời quỳ dạp xuống, xin quân thượng hãy làm chủ cho bách tính. Các vị con dân của chấm, chấm đảm bảo với các ngươi, hôm nay nhất định làm chủ cho các ngươi. Phượng Hoành khâu triệu hồi ra một cái hố không gian, phạm uy, chấm đã cho ngươi cơ hội rồi, ngươi lại không biết trân trọng. Nếu đã như vậy thế thì không còn gì để nói nữa. Lão từ bên trong lấy ra một cuốn mật tín ném xuống, hãy mở to mắt chó của ngươi ra mà xem đây là cái gì. Tên Phạm Uy vội vàng mở ra cuốn mật tín đọc nội dung bên trong, đoàn thiên nam và Diêm Thương cấu kết với nhau để kiếm lợi. Đoàn thiên nam cấu kết với quỷ thủy quốc, bán bí mật quân sự của thần hoàng, lợi ích là ba thanh huyền khí bá huyền và vô số tiền của. Đọc đi đọc lại vài lần, Phạm Uy hoảng sợ cả người run rẩy. đây đây là không thể nào vốn dĩ chấm đợi tuyết nhi sau khi đính hôn sẽ đến hỏi tội không ngờ vân cung chủ lại thay chấm trừ khử tai họa đoàn thiên nam này rồi còn về ngươi chấm nghĩ ngươi biết nên làm gì rồi lời nói như là tử thần đến đòi mạng phạm uy từ từ cấm lấy thanh kiếm của mình phạm uy xấu hổ với quân thượng xấu hổ với vạn dân hôm nay lấy cái chết để tạ tội tên hiệu ý dùng kiếm kê lên cổ tự sát người dân xung quanh thấy vậy thì quỳ càng cung kính tạ quân thượng đã làm chủ Người làm chủ cho các ngươi không phải là ta, mà là vị bên cạnh này. Hắn là phò mã tương lai của thần hoàng quốc ta, cũng là quán quân trong trận chiến bài vị của bảy quốc gia. Vân triệt, Vân triệt ngượng ngùng đến đỏ mặt. Mấy lời vỗ mông này cũng quá là không thích hợp đi. Tuy thực sự là như vậy, nhưng mới trước đó còn muốn diệt cả thành a cụ cụ. Người giúp chúng ta chính là Vân triệt ư, ta biết hắn, hắn từng xếp hạng nhất trong trận chiến bài vị, không ngờ mấy năm trôi qua, hắn lại mạnh tới mức như vậy. Đúng vậy còn giúp chúng ta lên tiếng, thật là quá cảm động đi mà. Người dân đứng dậy hô vang ca tụng, vân triệt vân triệt vân triệt. Vân cung chủ, không còn sớm nữa, chúng ta đi về phượng hoàng giới thôi, cũng được. Nhìn bóng lưng vân triệt từ từ biến mất, cậu nhóc nhỏ đứng lặng người nhìn theo, đại ca ca lợi hại thật, sau này ta cũng sẽ trở thành người như ca ca. Ông lão tiến đến sờ lên cái đầu nhỏ của cậu nhóc, thủy oa, cháu phải bảo vệ tốt cho ngai tiểu muội phải nỗ lực giống như đại ân nhân vừa nãy, Thủy Oa nhất định sẽ trở thành người như đại ca ca. Hai ông cháu dắt nhau rời đi mà không biết có một thân ảnh đang chăm chú quan sát, tuổi còn nhỏ mà đã có giác ngộ như vậy cũng không tệ, nhưng đáng tiếc lại không có căn cốt. Nếu như hôm nay người đã nhiễm phải nhân quả của Vân Triệt, vậy thì bổn công chúa sẽ thuận nước đẩy thuyền. Mạt Ly ngưng tụ bắn tới lưng của cậu nhóc một điểm sáng, tặng cậu một mối cơ duyên vô cùng to lớn. Còn về tạo hóa sau này của ngươi thế nào, thế thì phải xem trời xem đất xem bản thân ngươi. Ông nội, phía sau lưng của cháu hơi ngứa, gãi dùng cháu với, được được được, nhưng mà ông nội sẽ thưởng đùi gà cho cháu trước, biểu hiện vừa nãy của cháu không hổ danh là cháu trai của ta. Đúng lúc này, mặt bỗng chốc cảm nhận được một cỗ ma khí, nàng vội vàng liếc nhìn qua nơi cuối con đường, thân ảnh của phần tuyệt chân đang chậm rãi bước đi. Mặt ly đột nhiên xuất hiện khiến phần tuyệt trần giật mình kinh hãi, ngươi đến đây làm gì? Nhìn thấy người tới là nàng, phần tuyệt trần ánh mắt sắc bén hàm răng nghiến chặt, giết người. Mạt Ly bỗng chốc cầm lấy thiên tội thần kiếm trong tay hắn, ngươi muốn giết hiên viên vấn thiên sao. Không sai, tên ngụy quân tử hắn đã từng hủy tộc của ta, thù này tất phải báo. Đáng tiếc. Đáng tiếc gì chứ, ma tộc ta bây giờ đã thức tỉnh, thực lực mạnh hơn trước đây. Mạt Ly vung tay ném thiên tội thần kiếm qua một bên, đáng tiếc. Ma tộc nhỏ ở trong thanh kiếm này bây giờ vẫn không thể cho ngươi thực lực để giết chết hiên viên vấn thiên. Nói không chừng sau này có thể, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Đương nhiên, ít nhất không phải trên tiệc đính hôn của Vân Triệt, nếu không tộc này của ngươi sẽ bị tiêu diệt triệt để." Phần Tuyệt Trần ánh mắt co lại có chút hốt hoảng, hắn vội vàng chắp tay cúi đầu, "Hiểu rồi." Ngay sau đó, Phần Tuyệt Trần liền cầm lấy Thiên Tội Thần Kiếm rồi sau đó nhảy người bay đi tiến vào hư không biến mất. Mạt Ly nhìn lên bầu trời ánh mắt có chút lo lắng, từ sau khi bổn công chúa ra tay ở đại hội ma kiếm, cảm giác bức bách kia càng lúc càng mãnh liệt. Hai Hy vọng có thể đến muộn hơn một chút so với dự định, nàng thở dài rồi biến mất trên con đường. Cùng lúc đó, trong không gian xa hoa mỹ lệ tràn ngập một màu đỏ của hoàng cung thần hoàng. Đám công công cùng nhau hô vang, thời gian đã đến, bắt đầu đính hôn. Phượng hoàng bay lượn, trên không trung là hai thân ảnh của Tuyết Nhi và Vân Triệt đang đứng đối diện nhau. Hôm nay, Tuyết Nhi trên người mặc một bộ hồng bào, nàng không trang điểm quá nhiều chỉ tô lên một chút son môi nhưng nét đẹp của nàng cũng đã đủ để khiến điên đảo chúng sinh. Vân Triệt vung tay, từ chỗ hắn và Tuyết Nhi đang đứng xuất hiện một con đường tỏa ánh áng đầy màu sắc kết nối với hoàng cung, hoa, đẹp quá. Vân Triệt giọng nói ôn nhu, chỉ cần muội thích, đợi khi lên giường ta sẽ còn cho muội xem thứ đẹp hơn. Nhìn thân ảnh hai người từ từ bay xuống, không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân của đại lục, Vân Triệt đúng là đẹp trai thật. Ngày lành tháng tốt hỉ châu liên, Vân Phò Mã và Tuyết Công Chúa hôm nay đính hôn sẽ nhận được phúc của thiên địa, chấm chúc phúc. Sau này, hai nhà Vân Phượng kết thành một thể, phúc họa cùng gánh, sống chết cùng nhau. Vân Triệt cùng Tuyết Nhi đồng thời thi lễ với Phượng Hoành không, đa tạ Phượng Tông Chủ, tạ Phụ Hoàng. Phượng Hoành không ngồi trên hoàng vị mà nước mắt rưng rưng. Hạnh phúc của hai đứa chính là tâm nguyện lớn nhất của chấm. Đúng vậy, Hoàng Cực Thánh vực ta chúc Vân Công Chủ và Tuyết Công Chúa mãi mãi hạnh phúc lần này có rèn đá thánh long của quân huyền khí, xin nhận cho. Nhật Nguyệt Thần Cung ta cũng có linh lung đan cấp truyền, chúc vợ chồng Vân Cung chủ tương lai mãi mãi một lòng. Chuyện hỉ như vậy sao có thể thiếu khúc mỗ chứ, kinh hoàng tâm này xem như là chứng kiến tình yêu của hai vị. Mọi người đều có thành ý, kiếm vực ta nhất định sẽ không tụt lại sau, bình rượu ủ kiếm tâm này đặc biệt tặng cho Vân Cung chủ và Tuyết Công chúa. Ta không nghe nhầm chứ, bất cứ món nào cũng có giá trị liên thành, không, là vô giá, đậu mơ, đây chính là thánh địa sao, đúng là bá đạo thật. Con mợ nó, trên thế giới này ngoại trừ vân triệt ra không có ai khác nữa đâu. Ha ha ha, các vị thánh chủ có lòng rồi, chấm thay triệt nhi nói lời cảm ơn với các người. Vân triệt nghe Phượng Hoành không gọi mình thân thiết thì trong lòng muôn vàn câu hỏi, triệt nhi sao, bỏ đi, cũng đúng thôi mà, dù sao người ta cũng là cha vợ của mình. Phượng Hoành không chậm rãi bước tới đứng trước mặt hai người, triệt nhi, tình nghĩa của con với Tuyết Nhi trong những năm nay chẫm đều để trong mắt. Không ngờ mới đó đã mấy năm qua rồi, các con có thể đi tới bước này cũng không dễ gì. Lão từ trong tay áo lấy ra một chiếc vòng, đây là di vật mà mẹ Tuyết Nhi để lại, mấy năm nay chẫm vẫn mang bên mình, chưa bao giờ rời khỏi nó. Trước khi bà ấy còn sống đã từng dặn dò, nhất định phải giao cho người sống cùng với Tuyết Nhi sau này, bây giờ xem ra di nguyện của bà ấy cũng thực hiện được rồi. Ta đã từng nghĩ đến rất nhiều lần chuyện đại sự của Tuyết Nhi, nghĩ tới cho dù con bé được gả đi, ta cũng muốn bảo vệ nó cả đời. Nhưng mà, ta biết đây là không thể nào, cuối cùng ta phải đi trước một bước rồi. Phượng Hoành không lau đi những giọt nước mắt giả nai, vân triệt, con hãy đồng ý với ta, là ta xin con. Xin con mãi mãi hãy đối xử tốt với Tuyết Nhi, Tuyết Nhi đứng một bên vô cùng cảm động, phụ hoàng. Nếu như con đã lựa chọn ở cùng với Tuyết Nhi, cho dù là liều mạng tuyệt đối cũng không để muội ấy chịu chút ấm ức nào. Tốt tốt tốt, đây mới chính là khí phách mà cháu rể ta nên có chứ. Ha ha ha, đáng mừng đáng mừng. Chúc mừng anh rể, anh rể là đỉnh nhất. Mọi người đang vui vẻ chúc mừng cho đôi tân lang tân nương mà không biết bên ngoài nguy hiểm đã ập đến. Trên bầu trời Phượng Hoàng Thành, một thân ảnh nữ tử cả người mặc đồ xanh xuất hiện. Thiên độc tinh thần, Ngục La, nàng ta đứng trên đại điện của hoàng cung nhìn xuống, ồ, là hơi thở của cô ta sao? Nàng ta khẽ nâng bàn tay lên, một đoàn độc khí từ đó xuất hiện rồi hóa thành một điểm sáng bắn thẳng xuống bên dưới. Đám binh lính canh gác ở gần đó chỉ ngửi chút khí độc liền đã ngã ra chết ngay lập tức. Chỉ trong chốc lát, kèn báo hiệu đã thổi vang toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Thân ảnh của võ giả cũng nhao nhao bay lên. Trong lễ đính hôn của Vân Triệt, đám cao thủ đứng đầu đại lục cũng chậm rãi bước ra. Phượng Hoành không dù gì cũng là chủ của nơi này, hắn lên tiếng, xin hỏi các hạ là nhưng lời nói chưa dứt thì một luồng uy áp đã đè xuống cơ thể của hắn, khiến hắn khó thể không thể nói thêm điều gì. Thấy một màn này, đám cường giả của tứ đại thánh địa đều giật mình kinh hãi, cái gì? Bọn hắn không dám do dự liền tức tốc bay lên bao vây xung quanh nữ tử quỷ dị kia, các hạ tùy ý ra tay, đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Dám làm phượng tông chủ bị thương, chuyện hôm nay đừng hòng bỏ qua, không sai, này cô nhóc, nể tình ngươi còn nhỏ tuổi, tự chết đi nữ tử này khuôn mặt yêu mị lạnh lùng nàng ta liến nhìn đám người chỉ được xem như sâu kiến trong mắt nàng này mà cười khinh thường giọng nói của nàng ta chứa chan bao nhiêu sự u oán bi thương cùng trách móc các ngươi nõ để ta chết như vậy sao một đám người giống như hoàn toàn mất đi tự chủ của bản thân ngu ngơ khờ dại đáp không nữa thật vậy sao hành động trực tiếp nàng ta tự dùng một tay sợ lên đôi song phong cao vút của mình mà bóp nắn đám người này thấy vậy thì trong mắt càng hiện lên vẻ si mê điên cuồng máu mũi cứ thế mà tuôn ra. Ba người thánh đế, thiên tôn, kiếm chủ chỉ đứng đó chăm chú im lặng quan sát. Chỉ có hải hoàng là người đầu tiên lên tiếng. Yêu nữ, mỹ thuật của ngươi không có tác dụng với bổn hoàng, bây giờ xem ra tác dụng với ba bọn họ cũng không lớn, cho nên ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Không sai, loại yêu thuật này mà cũng muốn dụ dỗ bổn đế sao? Yêu nữ, tiếp theo là ngươi giơ tay chịu chói hay là chúng ta ra tay đây? Nữ tử thấy ba tên này vẫn còn lý trí liền sử dụng biện pháp mạnh hơn giọng nói mê mị truyền thẳng vào tai đám người, thật là, lại đối xử với ta như vậy sao? Yêu nữ, thu lại mị thuật của ngươi đi, vô dụng thôi, thánh đế hoàng cực vô dục tuy lời nói bên ngoài là thế nhưng máu mũi đã không ngừng chảy ra. Ở một bên khác, hiên viên vấn thiên cũng không tự chủ chìm vào mê hoặc của nàng ta, máu mũi cũng bất ngờ phun trào. Dạ mị ta cũng không thoát khỏi sự mê hoặc, nguy rồi, chắc chắn là do thời tiết nóng nực, gan hơi nóng quá thôi giờ phút này ba người chiến lực đứng đầu của đại lục đã không có một ai là ngoại lệ đều bị mị thuật của nữ tử này áp chế khiến bản thân không thể làm gì. A di đà phật đều là giả thôi. vốn dĩ là máu rất đắt đó nha. a a a dừng lại đi máu mũi của đám người cứ thế mà phun trào không ngừng. hải hoàng nhìn một màn này thì khinh thường không thôi. quả nhiên nam nhân đều một đức tính như nhau. nhưng khi nàng ta vừa than vãn xong thì đột nhiên nữ tử kia đã bất chợt xuất hiện phía sau lưng hải hoàng. Bây giờ đến lượt ngươi rồi. Nhưng ngay lập tức, Hải Hoàng liền hóa thành bọt nước chớp mắt đã thoát khỏi sự áp chế của nữ nhân kia. Hải Hoàng từ sau lưng nữ nhân này xuất hiện, trong tay xuất hiện một chiếc tam xoa kích đâm xuống. Cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ kết thúc, nào ngờ nữ tử này trong tích tắc đó đã né qua một bên, tam xoa kích đâm hụt vị trí rồi bỗng nhiên vỡ nát. Sao sao có thể chứ? Nhưng sự ngạc nhiên của Hải Hoàng còn chưa kết thúc, nữ tử áo xanh này trong chốc lát lại xuất hiện trước mặt Hải Hoàng bàn tay nàng ta vỗ thật mạnh xuống mặt của Hải Hoàng. Tuy lực đạo không mạnh để giết chết, nhưng sau khi ăn một chiêu này Hải Hoàng liền nằm bẹp dí dưới mặt đất, người này chẳng qua chỉ có vài hơi thở mà đã đánh bại bốn vị thánh chủ. Lẽ nào lại là tồn tại của một vị thần huyền cảnh sao, trong thiên hạ này từ khi nào mà nhiều thần huyền đến như vậy? Vân Triệt đứng một bên quan sát mọi chuyện thì nghi hoặc. Ủa, tại sao cứ có cảm giác cô gái này có hơi thở khá giống với mặt ly như vậy nhỉ? Phượng Hoành không lúc này lời nói vô cùng cẩn trọng, hướng đến nữ tử này chắp tay, "Các hạ, có thể nói tại sao đột nhiên ra tay đánh lén thành thần hoàng được không?" Nữ tử này không trả lời mà ánh mắt lại liếc nhìn qua bóng dáng Vân Triệt đang đứng một bên, "Hử, ừ, người sở hữu hơi thở của Mạt Ly lại là hắn?" "Thú vị nha, nàng ta như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước người Vân Triệt, bắt được ngươi rồi." Vân Triệt thoáng có chút giật mình sau đó Hồng Nhi liền đâm tới, "Ta không cần biết ngươi là ai, ta không cần biết ngươi đến từ đâu." càng không muốn biết mục đích lần này của ngươi nhưng sự ngạo mạn của ngươi đủ để ta ra tay đánh chết ngươi rồi nữ tử này từ miệng trào ra máu khuôn mặt có chút căm tức nhìn vân triệt ngươi ngươi dám lừa ngươi thôi khuôn mặt nàng ta trong tích tắc lại bình thường trở lại vân triệt ánh mắt chợt co lại bởi vì trước mắt hắn thân ảnh của nữ tử kia đã từ từ tan biết đi cái gì quả nhiên người có liên quan đến cô ta đều không đơn giản cho dù chỉ là một phàm nhân bình phàm Lời nói vừa dứt thì thân ảnh nàng ta cũng biến mất, quả nhiên không phải là bàn thể. Bỗng đột nhiên, một bàn tay vô tung vô ảnh chợt chạm lên bờ vai của Vân Triệt, ta đã nói bắt được ngươi là bắt được ngươi rồi mà. Tuyệt đối đừng động đậy, sẽ chết đấy, cái gì, cơ thể không thể động đậy được nữa. Nữ tử này ghét sát miệng vào mặt Vân Triệt hít hà, sau đó liền bày ra bộ dáng sung sướng vui mừng, là cô ta, ah, a ha, ha ha, mùi vị của mặt ly. Nàng ta hướng ánh mắt lên không gian, mặt ly, cô còn không ra ngoài sao, còn không ra ngoài thế thì ta sẽ giết hắn đấy. Đúng lúc này, một thanh âm hét lớn từ phía sau, thả vân ca ca ra, Tuyết Nhi cầm kiếm không do dự mà lao tới. Nhưng Tuyết Nhi đối với người này giống như không là gì cả, ánh mắt của nàng ta sắc bén, nữ tử xinh đẹp như vậy lại cam tâm liều mạng vì người. May mắn đấy, đáng tiếc không có phúc để hưởng, Tuyết Nhi đang bay đến bỗng chốc bị cầm cố, thanh kiếm trong tay đột nhiên gãy làm hai. Vân Triệt nhìn Tuyết Nhi vì mình mà bị thương thì trong lòng đau đớn, hắn tức giận liếc nhìn thân ảnh nàng hét lên, "Tuyết Nhi, ngươi nên lo cho bản thân mình đi." Móng vuốt từ bàn tay nữ tử này bỗng chốc dài ra, nàng ta giơ lên chuẩn bị một chảo chụp xuống lấy mạng Vân Triệt. Nhưng đột nhiên, một luồng khí vụt qua, móng vuốt vốn sắc bén như không bao giờ có thể phá hủy lại trong chốc lát tan rã. Người này không hề tỏ ra một chút hốt hoảng trái lại là kích động đến điên cuồng, "Đến rồi, ha ha ha, cô ta đến rồi." Thân ảnh Mạt Ly từ từ xuất hiện, nàng giọng nói lạnh nhạt vô cảm, ngươi đến, bổn công chúa không có gì bất ngờ. Vậy sao, công chúa điện hạ của ta, ta tìm ngươi nguyên cả mấy mùa xuân mùa thu, ngươi có biết ta mong chờ gặp được ngươi lắm không? Nhưng ngươi không nên động tay vào người hắn, Mạt Ly ánh mắt sắc lạnh vọt người bay tới nữ tử áo xanh. Đến rồi, đến rồi, ha ha ha, công chúa điện hạ, ngươi không những thay đổi nhan sắc, tinh khí vẫn nóng nảy như trước đây. Mạt ly và nữ tử áo xanh tên Ngục La này cứ như vậy mà chiến đấu với nhau, khói bụi mịt mù, uy năng làm cho trời đất rung chuyển. Người đang quan sát một bên chỉ là chịu sự chấn động dư ba do hai người chiến đấu mà dường như đã sắp sụp đổ. À há, cứu mạng, ta không muốn chết đâu. Ở trên bầu trời, sau nhiều lần giao thủ, công chúa điện hạ, thực lực của ngươi quả thật là rất lợi hại, nhưng chẳng là gì cả. Ngục La, ngươi vẫn khiến người ta cảm thấy căm ghét như trước đây. Hai người lại lao vào nhau. Lần này dư ba công kích dường như muốn thổi bay đi tất cả mọi người xung quanh, xung kích mạnh thật, căn bản không thể khống chế được bản thân. Năng lượng của hai người không ngừng va chạm vào nhau, không biết bên trong đó hai người đã giao thủ bao nhiêu lần. Phượng Hoành không trở nên nghiêm trọng, đây chính là thần huyền sao, chỉ để lộ ra một chút cơn gió nhỏ, lại khiến nhiều người của ta không làm được gì, sao Vân Triệt lại có thể quen với một sư tôn cường đại như vậy chứ? Ở trên bầu trời, công chúa Điện Hạ, với thực lực bây giờ của người ngươi, vẫn không phải là đối thủ của ta, nên ngoan ngoãn quay về tinh thần giới đi, ngô vương nhớ ngươi lắm rồi đấy. Mặt ly dừng lại động tác nghi hoặc, tại sao ngươi lại biết ta vẫn còn sống? Ngục la bộ, dáng bí mật, ngươi đoán xem, ta đoán cái đầu ngươi đó, mặt ly không nhịn được lại lần nữa vung quyền đầm tới. Hi hi hi, công chúa điện hạ ở cái nơi rách nát này học được không ít thứ đấy, mỗi một quyền mặt ly đánh tới đều bị nữ nhân này dễ dàng ngăn cản. Công chúa điện hạ, ngươi ở thời kỳ toàn thịnh ta đương nhiên không dám làm gì nhưng bây giờ thì vô dụng thôi hừ có vô dụng hay không không phải ngươi nói là tính đâu thế thì ta phải dùng toàn lực rồi công chúa điện hạ của ta ngươi phải chịu đựng được đấy nhưng nữ tử này còn chưa dịp ra tay thì mạt ly ánh mắt sắc bén nàng thực hiện ấn quyết chú ấn luân hồi mở từ bên trong thủ quyết của bàn tay bay ra một ấn ký hình ngôi sao năm cánh nữ nhân ngục la thấy thế thì trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi cái gì cấm thuật sao hơn nữa bên tổng còn để lộ ra hơi thở khiến cho linh hồn của ta run rẩy cái tên điên này vẫn giống như 7 năm trước đây nói không hợp là ra sát chiều ngục la quay đầu bỏ chạy nhưng luân hồi ấn bỗng chốc phân ra làm hai nó từ hai phía mà ép đến cơ thể ngục la ngục la bỗng chốc như chú chim nhỏ bị nhốt vào trong lồng ánh mắt nàng ta có chút hoảng sợ nhìn mạt ly hét lên mạt ly ngươi rốt cuộc muốn làm gì mạt ly ánh mắt âm trầm sắc bén làm gì ư giết người Ngươi dám. Nếu ngươi giết ta, ngô chủ cũng không tha cho ngươi đâu. Uy hiếp ta sao, có thể ngươi không biết, ở đây ta đã học được một câu nói, đó chính là Xin lỗi, ta không chịu bất cứ sự uy hiếp nào của ngươi đâu. Hợp. Hai bàn tay nàng từ từ ép lại với nhau, lồng giam luân hồi ấn chú cũng theo đó thu nhỏ lại, ngục la hiện lên vẻ hoảng sợ, thả ta ra. Lồng giam dần dần thu nhỏ, ngục la bên trong bị ép đến ngửa đầu hét lên đau đớn, a a a a sư phụ của Vân Triệt thật sự là quá mạnh, không sai, chỉ dựa vào một tay, cả đại lục chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của cô ta. Hoàng cực vô dục trong lòng suy tính, trận pháp đó có thể giết thần sao, cô ta rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào. Nhưng mặt ly bỗng chốc như nghĩ tới cái gì, nàng thở dài, cuối cùng vẫn không thể ra tay giết chết, nếu không đến lúc đó cả lam cực tinh e là sẽ không chịu nổi đà kích của tinh thần giới, án. Ngục la sau khi luân hồi ấn chú mở ra, nàng ta cả người bộ dáng chật vật ngồi gục xuống đất ho lên từng cơn khụ 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 đa tạ công chúa đã thủ hạ lưu tình mặt ly bước tới khoanh tay khó chịu hỏi vì thế ngươi rốt cuộc làm thế nào mà phát hiện được bổn công chúa khi ta xuyên thời không vô tình gặp được thực khôn thú nó nói với ta là thù lao ta đã cho hắn một viên đá tinh thần thực khôn thú sao mặt ly từ từ nhớ tới lúc nàng cùng vân triệt phiêu bạt trên thái cổ huyền châu trước lúc đi đến huyễn yêu giới có từng tha qua cho một con công chúa điện hạ, nếu như không có chuyện gì khác, thế thì ta đi trước đây. Chờ đã, ta sẽ cùng đi với ngươi, lời nói của Mạt Ly khiến cho ngục la giật thót, nàng ta không nghĩ rằng không đánh lại mà vẫn có thể dẫn Mạt Ly quay về. Nhưng lại nghe Mạt Ly nói tiếp, nhưng ta có một điều kiện, điều kiện gì, chỉ cần công chúa điện hạ về với ta, đừng nói là một, một cái một trăm cái đều được. Tốt, vừa nãy ngươi nói nam tử có hơi thở của bổn công chúa đó là đồ đệ mà bổn công chúa thu nhận ở thế giới này khi quay về tinh thần giới ngươi không thể nói cho bất cứ người nào biết về sự tồn tại của hắn ngục la trong lòng nghi hoặc tên phàm nhân kia đáng để cho công chúa làm như vậy sao với thân phận của hắn đương nhiên không xứng để bổn công chúa xem trọng nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử đầu tiên duy nhất và hiện tại của bổn công chúa cho nên ta không muốn hắn bị liên lụy vào trong vòng xoáy của chúng ta ngươi nghe hiểu chưa nghe hiểu rồi mạt ly gạt bỏ đi quan hệ với vân triệt là bởi vì nàng biết nếu như nàng để cho Ngục La biết quan hệ giữa hắn và nàng có chút gì đó, Vân Triệt chắc chắn sẽ phải chết. Nếu như nghe hiểu rồi, thế thì ngươi cứ đợi ở đây, bổn công chúa có việc cần bàn giao, bàn giao xong lập tức đi cùng với ngươi. Mạt Ly không nói thêm gì liền bay thẳng xuống chỗ Vân Triệt đang đứng, nhìn cấm chế trên người hắn, là tinh vân chú sao? Nàng khẽ điểm ngón tay lên vai của Vân Triệt, "Được rồi, thuật chú đã giải trừ rồi." Vân Triệt không nói không rằng liền kéo tay Mạt Ly ôm nàng vào lòng vì động tác của hắn bất ngờ mà mạt ly không đề phòng liền bị hắn ôm lấy mạt ly ngươi không sao thì tốt rồi nhưng tình huống này đã bị ngục la đang quan sát ở nơi xa nhìn thấy bọn họ có quan hệ gì sao mạt ly giật mình liền vội vàng mở ra một kết giới bao phủ hai người nhưng nàng không biết màn vừa rồi đã bị ngục la nhìn thấy cũng bởi vì như vậy mà mang đến cho vân triệt một đại kiếp vân triệt định nói gì thì đã bị mạt ly dùng tay bịt miệng không còn nhiều thời gian nữa tiếp theo người hãy nghe ta nói đây những ngày sau này, ngươi hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, Như người vừa nãy đến từ quê hương của ta, cô ta muốn đem ta đi, nếu như ta không đi thì cả Lam Cực Tinh có thể sẽ gặp phải tai họa. Ngươi hãy nhớ kỹ, sau khi ta đi tứ đại thánh địa nhất định sẽ lật mặt, dù gì ngươi cũng đang nắm giữ món chí bảo Luân Hồi Cảnh. Ta đã từng nghĩ sẽ ra tay giết hết bọn chúng, nhưng như vậy Lam Cực Tinh sẽ không còn đối thủ của ngươi nữa, cái này sẽ gây ra bất lợi đối với tu hành của ngươi cho nên phải cố gắng sống tiếp. Thật ra mấy thứ này không phải là chuyện ta lo lắng nhất, điều mà ta lo lắng nhất chính là ma nguyên châu trong cơ thể của ngươi. Hãy nhớ, một khi có dị biến thì lập tức phải đi huyễn yêu giới tìm lão kim ô, nhưng mà tại sao? Ngươi đừng có nói chuyện, còn có hai việc, cho dù như thế nào ngươi cũng phải làm cho được. Thứ nhất, tâm tư của Hồng Nhi đơn thuần, hơn nữa hoàn toàn tin tưởng ngươi, ngươi không thể phụ lòng cô ta, bởi vì đây sẽ là một trong những át chủ bài lớn nhất của ngươi sau này. Thứ hai, ở dưới đáy Tuyệt Vân Nhai, trước khi ngươi chưa đến thần huyền tuyệt đối không được đi xuống nó. Không phải, Mạt Ly, ngươi chờ ta bình tĩnh lại, Mạt Ly không để cho hắn nói đã vươn người hôn vào môi hắn, cảm nhận dư vị ấm áp chứa chan tình cảm của hắn lần cuối cùng. Vân Triệt còn đang nghi hoặc thì Mạt Ly đã rời môi, mặt nàng lạnh lùng âm trầm, "Vân Triệt, bắt đầu từ giây phút này, ngươi và ta chỉ là sư đồ. Cho dù ai có hỏi, chúng ta cũng chỉ là sư đồ mà thôi, chờ đã." không đi có được không? Mặt ly quay người đi mà hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, không đi, ngươi giữ được ta không? Ta không biết có giữ được ngươi hay không nhưng ta không sợ, cho dù trở thành kẻ địch trong thiên hạ ta cũng không sợ. Mặt ly nghe những lời hắn nói, nàng biết tình cảm trong lòng hắn đối với mình như thế nào, trái tim nàng như muốn thắt lại, đồ ngốc, ngươi hãy lo cho bản thân mình trước đi. Nếu như thật sự muốn bảo vệ ta thì hãy cố gắng sống tiếp, sau đó liều mạng trưởng thành, Trưởng thành đến bước để tất cả mọi người đều ngước lên nhìn ngươi. Vân Triệt, tuyệt đối hãy nhớ, mỗi một câu mà ta nói, tạm biệt chính là vĩnh biệt, hãy giao lại cho duyên phận đi. Mặt Ly trong lòng như có ngàn vạn mũi dao đâm qua, mới ít ngày trước đây nàng còn tự tin nói với Vạn Kiếp luôn rằng nàng sẽ không bao giờ có những cảm giác tiêu cực kia, nào ngơ chỉ qua một thời gian, chính bản thân nàng phải đối mặt với cảm giác chia xa. Vân Triệt đau đớn nhìn theo bóng lưng Mặt Ly bay mất, hắn ngẩn ngơ đứng đó chỉ biết gọi theo tên nàng. Bấy lâu nay, hắn luôn có nàng bên cạnh. Cái gì nàng cũng hướng dẫn cho hắn, có nàng cái gì cũng trở nên tốt đẹp. Nhưng hiện tại, cảm giác trong lòng hắn lúc này là như chơi vơi, là như lạc lối. Hắn không biết mình nên làm gì tiếp theo, hắn dường như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng trong đời. Mặt ly khi đối diện với ngục la vẫn là một sắc mặt lạnh lùng thờ ơ, nhưng trong thâm tâm nàng đang như trào sóng, bước qua thông đạo không gian. Bỗng nhiên ánh mắt của ngục la trở nên sắc bén độc ác, hy vọng món quà ta để lại có thể tạo bất ngờ cho người. Vân Triệt nhìn mặt ly cứ thế mà đi mất, nàng không quay đầu lại dù chỉ một lần, nội tâm hắn đau đớn, bất lực, tuyệt vọng, hắn ngửa đầu lên trời hét vang. Lòng như vạn tiễn xuyên tâm, khóe miệng hắn chảy ra một luồng máu đen, nguyên bá thấy vậy lo lắng tiến đến, anh rể, nguyên bá ta không sao. Đám người tứ đại thánh địa đương nhiên là thấy một màn này, đây là tình huống gì đây, sư phụ của Vân Triệt đi rồi, các ngươi nói có khả năng. Ý của kiếm chủ là, từ đây Vân Triệt sẽ mất đi điểm dựa này sao? Có khả năng lắm, nhưng cũng chưa chắc, cứ quan sát xem thế nào đã, dù sao, một khi phán đoán sai sót thì chúng ta vạn kiếp sẽ không sống được đâu. Vân Cung Chủ, xảy ra chuyện như vậy, quả thật là sự cố ngoài ý muốn, vậy thì chúng ta cũng không ở lại nữa, tạm biệt. Vân Cung Chủ, hôm khác chúng ta lại gặp nhau, Vân Cung Chủ, lệnh sư ra ngoài, sau này nếu như cần đến ta cứ nói là được, Vân Cung Chủ, sau này gặp lại. Nói rồi bốn tên này cùng lúc bay đi không hề do dự, một đám lão hồ ly, quả nhiên giống như Mạt Ly nói, mấy tên này đúng là có dã tâm. Bây giờ bọn họ còn sợ hãi Mạt Ly một chút, nếu như mấy ngày hôm sau không phát hiện Mạt Ly quay về vậy thì mình nhất định sẽ bị đánh hội đồng. Hai, thời gian còn lại của mình không nhiều nữa, phải nghĩ cách để mạnh hơn mới được. Vân Triệt lúc này mới nhớ đến Tuyết Nhi, hắn đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, Tuyết Nhi nàng có bị làm sao không? Vân ca ca, chút vết thương này thì chẳng là gì cả, chỉ là trạng thái của huynh khiến Tuyết Nhi rất lo lắng. Vân triệt đưa tay áp lên má của nàng an ủy, Tuyết Nhi, ta có lẽ không sao đâu. Nhưng trong giờ phút này, trong lòng Vân triệt rất nghi hoặc, ủa, tại sao trong lòng của mình lại có một sự cảm không lành nhỉ? Lẽ nào là vì mặt ly, tim của mình loạn rồi sao, nhưng cảm giác bị người khác rình mò rất mãnh liệt. Hắn nào biết rằng, một sợi tóc của Ngục La để lại đang rình mò như độc xà chỉ đợi thời cơ mà lấy cái mạng của hắn chứ. Cảm giác bất an trong lòng ngày càng dâng lên, không đúng không đúng, mọi chuyện không đơn giản như vậy, rốt cuộc là cái gì chứ? Chỉ thấy ngay lúc đó, trước mắt bao người, sợi tóc tưởng như vô hại kia bỗng chốc hóa thành một độc xà to lớn há răng nanh sắc nhọn mà cắn về phía hai người. Tuyết Nhi giật mình kinh hãi, nàng ôm chặt lấy người Vân Triệt, "Vân ca ca, đây là" vân triệt nhìn khí thế của con độc xà tản ra chết rồi uy lực của bí thuật này trừ mạt ly ra thì e là không ai địch lại được vân triệt cảm nhận được cái chết đã đến trước mặt hắn cúi xuống nhìn người vợ trong lồng ngực tuyết nhi không kịp để suy nghĩ nữa đâu hãy sống cho thật tốt nhé tuyết nhi như vừa hiểu ra hắn định làm gì chưa kịp phản ứng thì đã bị vân triệt đẩy văng ra á à, vân ca ca đừng mà tuyết nhi không muốn rời khỏi huynh đâu Ta không quản cho dù ngươi có tránh được sát chiêu này mà mạt ly để lại hay không. Nhưng muốn lấy được mạng của ta, hoặc là bất cứ một mạng của ai ở đây, ngươi hãy nằm mơ đi. Nói rồi Vân Triệt triệu hồi Hồng Nhi cầm trên tay mà thả người bay đến, quyết định đối chiến với con độc xà kia. Nhưng Vân Triệt còn chưa kịp làm gì cả, một luồng độc khí hóa thành một mũi nhọn đâm thẳng qua lồng ngực hắn, xuyên qua trái tim vốn dĩ là đập rất mạnh mẽ kia. Một luồng máu đen cứ thế mà phun trào ra bên ngoài không ngừng lại. Vân Triệt bỗng chốc cứ như vậy mà từ từ rơi xuống, chết rồi sao, nhưng còn có nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành được. Ta không cam tâm, Vân Triệt rơi vào hồi ức, nghĩ tới Hạ Khuynh Nguyệt, người vợ trên danh nghĩa của hắn. Nghĩ tới tiểu cô ma tiêu linh tịch nụ cười của nàng và những lời nói quan tâm ôn nhi, tiểu triệt, lần sau ngươi đừng đi mạo hiểm nữa. Nghĩ tới sở nguyệt thiền, những lúc hai người ở bên cạnh nhau kề vai chiến đấu, dẻo miệng, nhưng mà ta cũng thích, nghĩ tới đứa con chưa từng được gặp mặt nghĩ tới quãng thời gian ở cùng với mặt ly tiểu quỷ ngươi yếu như vậy sau này bổn công chúa sẽ làm sư phụ của ngươi nhớ tới lần cuối nàng hôn hắn chia tay rồi rời đi nghĩ tới người vợ trong sáng vừa mới cưới xin chào ta tên là tuyết nhi huynh tên gì nghĩ tới tiểu yêu hậu cũng vừa cưới không được bao lâu liền đã rời xa nhau những lời nói buồn giàu của nàng trước khi hắn rời đi không đi có được không nhớ tới nguyên bá hồng nhi cha mẹ của hắn ở huyễn yêu giới nghĩ tới thường nguyệt nhưng thời gian của hắn không đủ để cho hắn nghĩ thêm về mọi người hắn đã hết thời gian đôi mắt từ từ nhắm lại tạm biệt chưa hết hết tập 33 review đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé nhớ để lại ý kiến bên dưới để muội hoàn thiện hơn ở những video sau ạ à. mọi người hãy thả tim comment và chia sẻ video để muội có động lực ra tập mới nhanh hơn nhé cảm ơn mọi người đã lắng nghe yêu yêu cả nhà chu cả mò